chị. Chị là vợ trưởng thôn mà suốt ngày đứng lại thế à? Anh bảo ai đứng đây? Tôi bảo chị đấy. Anh đứng vào nhà tôi gây sự đó. Tôi thèm gây sự với chị à? Con nhà tôi đang ôn thi hoa hậu, chị cứ lứng lẩy giọng giật như thế, con nhà tôi không tập trung được. Tôi đứng này nhà tôi chứ liên quan gì nhà anh? Nhưng mà cái lứng lẩy giọng giật nhà chị nó rót vào tai nhà tôi. Đừng để tôi kiện ông trưởng thôn nhá. Tôi rời đi mà Kiền. Đừng có thách thằng này nhá. Chờ quá. Chờ nhờ. Không, không ăn nữa đâu. Ăn cái nữa đi. Nãy giờ ăn chục cái rồi, không ăn nữa. Sao bảo thích ăn cái này lắm cơ mà. Không, không ăn nữa. Không rưỡi nữa nhá. Chưa biết được. Thôi đừng dỗi nữa. Sao? Nào. Đề nghị anh chị giải tán nhá. Chỗ này không phải chỗ anh chị tập trung tính tàng nhá. Chú buồn cười nhỉ, bọn cháu ngồi đây hóng mát lành mạnh có làm cái gì đâu mà chú đuổi. Tôi lạ gì cái lành mạnh của các anh cơ chị. Tí nữa lại ôm ấp hôn hít nhau bây giờ. Đề nghị các anh chị giải tán ngay, sắp đến giờ học sinh cho tan học rồi đấy. Đừng để nó nhìn thấy những hình ảnh nhạy cảm như này là không ai đâu. Mất hình ảnh thôn văn hóa. À được, nói. Có vấn đề gì ở đây này? Hả? Báo cáo xếp đoàn là ở đây có hai đối tượng tình nhân đang cố thủ ở đây, bọn em đuổi mãi mà không về. Bây giờ này nhá, các anh phải cương quyết nhá, bài trừ cái điểm đen yêu đương nhằng nhít ở khu vực này nhá. Nếu các đối tượng không nghe, tôi cho các anh được quyền dùng vũ lực để giải tán nhá. Vâng. Không thể để cái điểm đen yêu đương nhằng nhít nó làm hỏng hết cái thôn văn hóa của tôi nhá. Vâng. Ôi, xếp đoàn, xếp đi đâu ấy? Tôi đi về nhà. Mà xếp đoàn ấy, xếp bà ngã có đau không ạ? Thế sao anh biết nhà tôi bị ngã? Đấy, bọn em vừa xem live stream xong. Tôi cũng chưa biết thế nào, nhưng mà thấy người ta bảo ngã đau lắm, gãy chân. Vâng. Thôi anh chị giải tán đi. Hey yo mọi người ơi, dù em Hằng có ngà một tí, có đau tí nhưng mà không sao. Một khi đam mê mà đừng ngấm vô máu rồi có đấm vô mồm em vẫn nói chuyện với mọi người. Sắp tới đấy thì Hằng sẽ live stream nhiều hơn nên là mọi người vào thả tim cho nick Hằng xinh gái nhá. Còn bây giờ cùng quay với Hằng tiếp nào, bắt đầu nào. Trông rắn thì trông thì lại cắt nhà cơ vợ rửa. Ôi trời ơi, thôi. Anh xin vợ đấy, vợ đừng có lắc loạn lên như thế nữa. Bây giờ nó đã thế rồi, bây giờ cứ lắc tít thò lò thế ngã đập mặt xuống đây thì hỏng hết sân. Chồng bị chả con, vợ cũng lo đi lo hỏng cái sân. Mà chồng có biết không, lắc mông đi đến bây giờ là trén á. Thôi chèn bên lấn cái gì. Thế tôi cứ thấy vợ lắc mông ngoáy đi suốt từ sáng đến tối, không thấy chán à. Thế vừa rồi ngã có đau không? Mà răng trong biệt em ngà mà mò về đấy. Ừ thì chồng đang ngồi họp với hội phụ nữ, thế là tự dưng cả hội trường người ta hét toáng lên. Ôi tôi chết rồi, vợ đành què chân rồi. Thế là chồng phải tức tốc chồng quay về nhà luôn đấy. Chồng có biết sau khi phạt ngà đó là vợ tăng lên bao nhiêu mắt xem? 3K mắt xem đó. Cứ đa này mà nổi tiếng thì vợ sẽ lái chim bán hàng, lúc đỡ tháo hồ mà kiếm tiền luôn chồng ạ. Ủa thế cả? Ôi chồng ơi, em nổi tiếng thật rồi này, 5K mắt xem này. Cảm ơn mọi người nha, cảm ơn mọi người đã thả tim cho nick Hằng xinh gái nha. Hằng xinh gái xin giới thiệu với mọi người, đấy là anh Đoanh, bàn cùng giường với Hằng. Đây anh Đoanh, chồng chào mọi người đi. Chồng có biết ai mà ai đâu mà chào. Đấy toàn là phán cuồng của vợ đó. Chào đi. Dạ, em Văn Đoanh xin chào bác Phan, bác Cuồng, bạn của vợ em nhá. Chị vợ xinh gái mà anh chồng nhìn chán rửa. Chồng em nhìn rửa thôi, hơi bị oách đó. Nhìn anh bàn cung dương, nhìn cú té hề. Chồng em mà nhỏ mà có vợ. Ôi chồng ơi. Hả? Bày cá mắt xem này. Đâu? Đấy. Có nhìn thấy gì đâu? Ôi trời ơi, lại mất muôn rồi. Mày hết biến rồi. Chán thật á. Thế hai vợ chồng mình nói chuyện lăng nhăng thế mà cũng 7.000 người xem cơ. Đấy, chồng thấy không? Đấy là hai vợ chồng đứng quân được truyền bá lăng nhăng á. Hai vợ chồng mình mà cài nhau, đẩm nhau thì cùng mà nổi tiếng chết luôn. Mà từ giờ trở đi nhá, chồng đi mô là chồng phải lái chim. Lái chim mà chồng mà đã nổi tiếng rồi là cái chức trường bán văn hóa là về tay chồng là cái chắc luôn. Ôi giời, thế bây giờ suốt ngày live stream cứ làm nhà làm nhảm thế thì người ta cười cho thối mũi. Cười nó mà cười. Mà thôi, vợ mà ngã không làm sao rồi thôi, chồng lại phải đi họp tiếp đây nhá. Không, đi họp nhỉ, bật live stream lên nhá. À không, hôm nay họp với hội phụ nữ người ta bàn về cái chuyện rồi sức khỏe sinh sản. Người ta toàn nói từ nhạy cảm thôi. Này, từ nhạy cảm càng sốc lại càng nhiều người xem. Đưa điện thoại đây. Để vợ bật bây giờ để live stream luôn. Đây.
Tức là có nhiều từ nhạy cảm nhiều người xem à? Đúng luôn. Rồi, hello, xin chào mọi người. Mọi người ơi, mọi người nhớ vào fanpage của cụ Đoanh để lái chim, thả chim cho cụ Đoanh nhá. Sao lại thả chim? À, quên, thả tim. Tức là người ta thả cái trái tim đấy gì? Đây này, em mở sẵn cho trong cái kẹp cân cua này, kẹp vào đây này. Đó, xong rồi lắp vào đây. Đó đây, đi mô là cử trong... Thôi được rồi, biết rồi. Nhá. Đi nhá. Thôi được, cứ lắp vào đây là được gì? Ai hỏi chị là trả lời luôn nhá. Ờ, vẫn đang bật live stream nữa à? Vẫn đang bật live stream ạ. Ồ, có mỗi một người xem này thì... Từ từ. Rồi, thôi được rồi, chồng biết rồi. Ừ, cứ biết thế, đi họp đã. Ừ, người ta đợi đấy. Nhớ là không được tắt live stream nhá. Rồi, biết rồi. Phải dùng từ nhạy cảm. Rất độc lạ nhá. Chào Ninh mắt mờ nhá. Thế nào? Ngực cụ bà dạo này to nhỉ? Không phải đâu. Bà vừa độ loa tháng trước đấy. Mặt mờ tình thế. Xung mặt tít. Mông cụ bà to thế, cụ dùng có hết không? Không phải đâu. Mông bà ấy là bà mặc quần độn mông ấy. Ôi à, anh em đợi tí nhá. Giải quyết nỗi buồn xong cái đấy, giao lưu anh em sau. Tính rồi ấy, tôi có đi giải quyết nỗi buồn nhưng mà cũng phải có ích. Đấy, tưới cho cái gốc cây này. Anh em ơi, ở đây có đồ nó mua bán dâm à, anh em cứ theo dõi nhá, đợi chúng nó hành sự. Tôi túm luôn. Thôi thì bây giờ em cho anh cai một hún đi. Cai một hún là cái gì ạ? Nó là hún một cái đấy. Hún một cái á? Thế thì anh phải cho em chia một xịn. Nhưng mà chiêu một xịn nó là cái gì hả em? Chiêu một xịn là xin 1 triệu đây. Ôi ồ, một cái thôi mà sao đắt thế? Người ta đã khuyến mại cho ôm sắm láng rồi lại còn chưa đắt. Thôi được rồi, thì bây giờ anh chiêu một trọn thì em phải cho anh ôm sắm láng cơ. Chiêu một trọn, chiêu 1 triệu thì anh muốn làm cái gì cũng được. Ôi trời ơi, thế à? Được. Các người đã bị bắt về tội mua bán dâm. Cái ông dở hơi này, vô duyên. Bọn tôi yêu nhau chứ mua bán dâm gì ở đây? Cháu chào cụ Đoanh ạ. Ôi tôi chết rồi. Hóa ra là thằng cụ Tùng con nhà thằng cụ Cường à? À, tí nữa cụ đái hết đầu mày đấy. À, thằng này hư quá. Tao bảo thằng bố mày đấy. Hả? À, đây là cái thôn văn hóa mà mày dám đưa cà vè gái ngành về đây để mày hành sự à? Khổ quá nha cụ ơi. Đây nó là cái bạn gái cháu chứ cà vè có biết cái gì đâu ạ. Tôi nói xong biết nhá, ông mà còn bảo tôi là KV gái ngành nhá thì tôi báo luật sư kiện ông đến cùng ấy. Này, à KV nhá. Này, đây nhá, bao nhiêu người chứng kiến đây nhá, tôi có tăng chứng vật chứng là các vị là mua bán hôn nhá, cái làm sao được. Không nghe nghiện kể chuyện, không nghe KV trình bày, cụ quay sát mặt con KV xem nào. Đây này, mặt chúng này anh em ơi. Đây này. Đấy. Nét căng này. Cái này nó đang live stream đấy. Thế mà nó vẫn trình bày đấy. Gì ạ? Nó là cụ anh ấy, cụ Đoanh anh ấy. Em xin lỗi cụ. Ôi, cụ ơi, thế cháu xin lỗi cụ ạ. Cụ tắt live stream đi được không ạ? Vâng, đúng rồi cụ ơi. Cụ tắt đi chứ bây giờ cụ quay này, bố cháu nhìn thấy cháu cho tiền gái bố cháu quánh cháu chết ấy. Thôi cụ tắt làm sao? Tắt được thế nào được? Đây là máy của cụ thì cụ địa phương cụ đây nó xinh đẹp này, cụ muốn quay đâu cụ quay chứ làm sao mà cụ phải tắt. Mà bây giờ đang có hơn 1000 mắt xem này, bây giờ tắt đi cụ bà cũng chửi cụ chết. Ôi, hơn 1000 mắt xem này, chú chạy đi anh ơi. Ôi, nhanh. Anh em ơi, hóa ra thằng cu cháu trong họ. Ôi, thằng này hư quá, dám mang gái về đây lằng nhằng. Hả? Đang nhiều người xem quay tiếp đi à? Ừ nhỉ, ôi tôi chết rồi. Tùng ơi, đợi cụ ấy, Tùng ơi. Đợi cú với Tùng ơi. Tùng ơi. Này, mày từ từ đã. Này, cụ bảo đây để cho cụ quay tí cho rồi cụ minh oan cho. Này, có 2000 người theo dõi đấy. 2000 người đang xem anh ơi.
mất em rồi. Bây giờ bố mẹ em mà biết ấy, thì ông bà ấy phang em không chơi mắt nào. Ủa, trời ơi, cụ đoàn nhé, cụ tắt cho cái livestream với cái cụ này đang xâm phạm quyền riêng tư của bọn cháu đấy chứ. Ủa, thư cái thằng này, mày mắng cụ đấy à? Cụ đây, địa phương cụ muốn quay đâu cũng quay chứ. Ờ, cái thằng này buồn cười rồi đây. Đây, nó đây nhá, anh em ơi. Vương, em lừa dối anh. Anh Trường, đầu anh đậy cái gì thế này? Em cấm sừng anh đấy. Nếu không có livestream của Nick Cụ Đoành thì em định lừa dối anh đến bao giờ? Bây giờ anh nhường em cho thằng Chiêu một trọ. Chiêu một trọ là thằng nào ạ? Là cái thằng cho em 1 triệu đây này. Chỉ tay mặt. À, anh ơi, anh có phải Nick Cụ Đoành không ạ? Ừ. Chúng mày cứ đánh nghe tiếp đi. Anh đang quay, đông người xem lắm. Rất đông người xem này. Em có món quà biếu anh ạ. Cái gì đấy? Đây là cao nước lọc nhung cắt cánh anh ạ. Ủa, cái này bổ lắm, tốt lắm đấy anh ạ. Thế nhưng mà sao lại tặng anh? À, cái này là em định biếu bố mẹ nó đấy. Nhưng mà nó cắm sừng em. Em biếu anh. Ủa? Cảm ơn anh đã cho cuộc đời em bớt khổ. Anh Trường, nghe em giải thích đó. Hóa ra cái ả vừa rồi là cái con bắt cá hai tay mọi người ạ. Tung. Ra cụ bảo, này, cụ live stream mày với cả cái con bắt cá hai tay mà lên 5.000k mắt này, 5.000 người xem này, cứ dùng. Đông người xem thế này thì không cả họ biết rồi cụ ạ. Đây là cụ bà mày với comment này đây. Thằng cháu Tùng nhà mình với cả cái con bắt cá hai tay ngày mai nổi như cồn thế này. Đây cụ bà vừa nhắn tin này. Đây cháu đây này. Ôi trời ơi, thế này thì live stream này. Tiên sư cái thằng này, sao mày ném điện thoại của cụ?